Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Ngày nay mình sẽ tiếp tục series con Dead Bay phần 3 nha. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Ok, vừa vào game thì hai cái con máy của mình nó đã báo là nó đã về rồi. Mình cần đi ra đó, nhưng mà ở đây nó lại có một cái chỗ để mình hắt vô nè. Mình nghĩ là trong này nó sẽ có đồ ngon. Và mình cũng nghe tiếng quái vật trong này nữa, cho nên là mình biết là kiểu gì vô trong này cũng sẽ gặp quái vật. Mà đổi lại thì mình lại có đồ ngon. Tại cái con Dead Bay này là mấy bạn chỉ có được đi thẳng không thôi. Kiểu như là muốn đi tới tiếp cốt truyện chính đó là phải đi thẳng. Còn mấy cái khu này nè, nó làm ra để cho mình thu hoạch đồ nè mọi người. Hết hồn. Hóa ra trong này có mấy con quỷ đói. Quỷ đói sao nó không chạy ra đây ta. Đúng rồi, ra đây. Ra đây, chơi cho vui. Nó được lập trình là phải chạy ở bên trong đó, không được chui ra ngoài này. Không, chui ra nếu mà xa quá thì nó sẽ phải chạy vô lại. Em ơi. Đúng rồi. Động đấy. Không phải dở đâu. Gọi nó là quỷ đói, nghe cho nó ngầu thôi mà. Mấy con này nó ốm đói quá, cho nên là bắn khó trúng nó lắm. Ok, cộng 2 băng đạn lại trừ đam rồi. Súng của mình là đam đã to rồi, cho nên là mình không có muốn trừ đam. Ok, mình còn phải quay lại về cái bàn chế độ, cái workbench á, để gọi cái con kia ra, chứ ở đây nó có đồ nè. Mình nghe cái tiếng báo hiệu. Báo hiệu là trong này có đồ để cho mình thu hoạch được. Thì nhớ nhà cái, trong cái phòng đó là có đồ cho mình thu hoạch được. Hôm nay hết đường rồi. Chỉ còn đường này thôi, duy nhất một đường này. About time. Isaac. Isaac, you made it. Thank God. Oi. I knew you'd catch up. Good to see you made it, Isaac. You know, maybe we should give you two some time alone, huh? What the hell does that mean? It means for someone who's in the past, you're awfully glad to see him. We need him. This mission needs him. We need him or you need him. You got something to say to me, Captain? Stop. Just những cái động thái của mình làm nó khá là tích cực đối với con Emily, cho nên là con Emily nó lại bắt đầu nó cảm thấy thương mình rồi. Mà thằng đội trưởng kia lại khó chịu. Well, computer data, yes. But the written logs discuss a signature experiment that pinpointed the machine's exact location. Ấy mà nó cũng đang quen với là con Ellie, nhưng mà
Tự nhiên con Ellie nó kêu thằng đội trưởng này đi tìm mình. Rồi còn kêu cả kêu mình là gia nhập vô đây làm nhiệm vụ nữa. Nên nó mới bực mình, nó ghen. He's a real asshole, you know that? Về chapter 10. Ủa, ở đây nó lại có cái phòng này. Hóa ra phải có cái dòng này mới mở được mấy cái cánh cửa như vậy. Lần trước mình không biết là mở cái đó cho nên là mình bị bắp hết hai món. Và cái đó nó lại ở bên trên nữa chứ. Nó lại ở bên trên phi thuyền nữa cho nên là mình không có thể lên trên đó mà mình lấy được. Mà trên phi thuyền nó lại có hai con Hunter ở trên nữa. Yeah. Inventory full rồi. Okay. Nạp máu cái rồi. Đây là cái bộ phận giúp mình bắn lửa về. Khá là nhiều đồ. Dao hả? Mình thấy có lưỡi dao kìa. Ui, mình nên làm cái khẩu này, bây giờ nó còn thêm chức năng phóng lựu cho khẩu súng rai mình nữa. Sắm luôn chứ ngại gì. Để mình coi xem ở đây chí mạng giờ cộng thêm đam. Đa số cái này cộng nhưng mà nó lại bị trừ cho nên là mình cũng không thích ép cho lắm. Medic support. Tức là coi cũng cái này nó nâng lên cho mình đam khá là nhiều nè. À hình như là tốt này là kiểu là súng phun lửa mà đúng không tốt. Giống như là mỗi khẩu súng đều có hai chức năng rồi á. Mình ép cái này lên nó thấy mình thấy đam to, mình nghĩ là súng phun lửa. Đúng rồi, gas là súng phun lửa. Vậy là cái khẩu súng lục của mình là vừa có khả năng phun lửa mà bắn ấy được. Chế thêm một cái này đi. Sao để phun được lửa nhỉ? À,
bấm cách là phun lửa. Ok, mình quay lại cái hầm kia để mình bỏ một cái con thu hoạch vô. Một con thu hoạch ở trong cái hầm này. Ở đây là cái khẩu rai đây, mà nó còn có khả năng phóng lựu nữa. Tuy là đạn phóng lựu hơi ít, mình nghĩ là khẩu rai này chỉ cần nâng đạn thôi, nâng đạn cho nó nhiều, phóng lựu bắn phóng lựu nhớ sướng. Để mình vô kia coi xem mình có con chip nào không, mấy có con chip mà để nâng bắn đạn á, ép vô cho cái khẩu rai của mình. Lít này cơ. Cộng một đam chí mạng và cộng cái băng đạn. Tốc độ gài đạn nhanh lên. Hai băng đạn nhưng mà lại giảm đam. Ồ, hình như giảm một chút của cái phần mà súng phóng lựu thôi. Cái này thì cũng không tăng nhiều lắm. Đam này nó giảm cái, ok cũng ngon, tùy nó tăng cái đam phóng lựu lên to cực. Ba viên phóng lựu. Hey, wait for Isaac. Isaac, we're just outside. Yeah, and we're freezing. Hurry your ass up. Ok, tụi kia nó đang ở bên ngoài, nó đợi mình rồi. Sao vậy? Quái vật nữa hả? How the hell did Danix men find us? Come on, run! Ali, go! We'll meet up at the warehouse. À, không phải là quái vật mà cái tụi mà tín đồ của con dấu đỏ. Nó biết là mình tới đây mình phá hủy cái máy kết nối những cái con dấu lại với nhau á, cho nên là bây giờ là nó đó. Chết. Tự nhiên quên cái nút ngồi xuống rồi. À, bấm nút X để ngồi. Bấm nút Control để lăn. Ok, bây giờ mình mới biết là có khả năng né bằng cách lăn. Ở đây có đồ nhé. Thank you.
đây luôn, đặt xuống. Thật ra thì cái khẩu lục của mình đó là nó chuyên về bắn quái vật hơn, cho nên là bởi vậy bắn mấy thằng này một viên là mấy thằng này lên đường rồi, đâu có thể chịu nổi được cái khẩu súng lục của mình đâu. Hay nha, phần này nó làm thêm cái cơ chế lăn nữa. Nếu mà nó làm thêm cái cơ chế lăn á, là mình có khả năng mình né những con quái vật nó sẽ tốt hơn. Cái con kia nó vẫn đang đi thu đồ giùm mình kìa. That's impossible. Not through shock space. Yeah, well they did. Ellie, can you make it to the warehouse? Oh God, here they come! Ellie! Colin, get your guys over here. It's this way. Ôi, nó lại chở thêm lính tới. Tụi Ellie nó đang chạy trốn cái đám kia kìa. Hiện dưới hai kia là mấy thằng đội trưởng rồi, ngầu nhìn mặt sẹo rồi không. Mà chẳng lẽ không bắn được mấy này? Đùa. Ôi. Ở đây có một thằng nó có súng hạng nặng nha. tụi nó đang bận đánh nhau với lại cái đám quái vật rồi, chứ còn phun nào xiết. Mấy này dặm người nó lại không ra đồ đó. Xong rồi, anh kia sắp sửa bị con quái vật giết. Gà thế. Thôi mình cứ đứng đây mình chờ thôi, mấy thằng kia nó sẽ giết xong con quái vật à. Hoặc là con quái vật nó giết cả lũ. Vâng, con quái vật nó vô nó càng hết. Lựu đạn ở đâu vậy? Có thằng nó ném lựu đạn ở đây à. Ném lựu đạn nhiều này. Xác của mấy thằng lính này không có cho đồ như là xác của đám quái vật. Khá là thất vọng đấy. Ellie, everyone all right? Yeah, I think we're safe. We are anything but safe. They're after Isaac and we're getting caught in the crossfire. Look, the warehouse. The signal tracking như là một cái mảnh tăng sức mạnh cho khẩu Uzi của mình thôi, nhưng mà mình làm gì cần khẩu Uzi rồi. Tại vì mình có khẩu rai rồi, khẩu rai nó ngon hơn khẩu Uzi nhiều. Như mình có bộ giáp mới mà. Eva. Ở đâu? Không. Cái bộ Eva là cái bộ mà trên vũ trụ á, mình chả cần cái bộ đó đâu. Để nâng full máu luôn. Bây giờ là thiếu nguyên liệu để nâng giáp. Để dành thôi. Bây giờ máu mình full nữa, bây giờ là chỉ cần là nâng giáp nữa thôi. Hai cái con kia nó chưa có về. Mình mong là sẽ có một con nó về cho sớm sớm tí.
Tại vì mình nghĩ là những cái đoạn sau đó, nó vẫn sẽ có một những cái ô để mình thu đồ. Mà mấy con kia nó về sớm á thì mình có đồ thôi. Thôi anh ơi, lo đánh mấy thằng lính như kìa anh. Mình sẽ ở đây mình chờ cho cái tụi quái vật này nó đánh nhau với tụi lính. Và tụi nào sống sót cuối cùng thì mình ra mình thử hết. Đó, đúng rồi, chỉ thôi. Ngoài hai thằng bị con quái vật nó tử. Chạy vô đi, tại sao lại không chạy vô? Để nó xả đạn vậy. Không mà nó xả đạn chết một con quái rồi. Con quái này dở quá không chịu chạy vô. Không rồi, hai con quái đã bị anh ấy xử. Ơ con thứ ba. Xong. Con thứ ba nó chạy ra giờ nó xử mất một thằng lính. Vẫn còn một thằng nữa đang đánh nhau với con quái đó. Ờ mình lỡ giết sức con quái rồi, mình tưởng là con quái nó chết rồi. Đây bây giờ con quái nó mới chết hẳn. Tại sao lại có một con ở đây? Hiện chứ đang dẫm mấy cái xác của con quái vật, tự nhiên đâu có một con khác nó lại xuất hiện. Thử xuống chút lửa tí. Quá dữ. Phần 3 này mình thấy khá là hay bởi vì nó làm tất cả những loại đạn nó tích hợp vô một loại hết. Tất cả các loại súng đều xài duy nhất một loại đạn. Nó tiện biết bao nhiêu. Các loại súng bây giờ là không có để Reddit để mua nữa mà phải để dành đồ để ráp. Để dành đồ để ráp nó kiểu như là nó khoa học hơn. Nó khoa học hơn là một cái chạm chuyên bán đồ cho mình. Oh. Mất xác luôn. Thí nghiệm số 23 hả? Nhìn trả ra cái hệ giống con gì kìa. Children of Altman, the marker has a plan for all of you. When the time comes, you will be reborn. But for that to happen, Isaac Clarke must die. The future of our religion, of our very race, depends. Nhiệm vụ của mình là bây giờ là đang đi tắt cái máy chung với lại tụi con Ellie. Nhưng mà tự nhiên cái đám kia nó xuất hiện cho nên là mình phải bị tắt ra như thế này. Chắc là bây giờ là đang đi tìm đường về hội quân lại thôi mà. Ơi, lũ đạn. Bản đồ khu này chắc rộng lắm. Thiệt luôn hả? Nãy giờ mình đấu với lại tụi này á, nó lại không lên nhạc đâu. Nhưng mà khi mà còn một thằng cuối cùng nó ra nó đấu với mình á, thì bắt đầu nó lên nhạc. Không.
một con đã trở về rồi. Nhưng mà ở đây nó lại không có cái bàn để mình chế. Và không có bàn để chế đồ thì không mới thu hoạch được thôi nhé. Có việc gì là mấy cái xác này mà mình không mấy được ta? À mấy con ký sinh. Ôi. Lại còn thế nữa cơ. Mấy con ký sinh này nè, nó dùng những cái xác chết á để nó hồi sinh lại mấy thằng này. Tiếc là nó không biết dùng súng thôi. Wow. Đây là cái con boss mẹ trong phần 1 đây. Thì sau khi mà mình hạ nó xong rồi thì chắc là nó không còn giữ ấm được cho hành tinh này, bắt đầu là nó bóng đóng băng dần. Mấy lính bắt đầu phát hoảng. Ê ê. Mang lính nó mới được ở đây lần đầu mà. Nên là nó hoảng hốt, nó làm sao mà nó biết được về cái sự tồn tại của mấy con quái vật kinh tởm như thế này. Chỉ có mình đó, mình trải qua ba phần, trải qua biết bao nhiêu phần rồi thì mới biết được thôi. Mấy chỗ này cần cái thẻ, nhưng mà cái chi kẹt đó lại bây giờ hiện tại mình không đi được. Không biết là sau này có thể đi được mấy chỗ đó hay không. Thiệt tình luôn á, đang hắt. Đang hắt dễ dàng. Lại hai băng đạn nhưng mà lại trừ đi cái tốc độ nạp đạn. Đây rồi, đây có một cái đây. Đâu rồi? Warning platform online. Attention all hands. Obstruction detected. Hai con để về luôn. Please clear to resume drilling.
hai con mà nó về vậy là tốt quá rồi, tại vì mình có hai con để mình thu hoạch đồ. Cái tay cầm này, cái tay cầm này cũng không có đồ mới luôn mà. Cái này cũng chả có đồ mới. Sao cái này lại default đó? Nó không có đồ mới, nó cũng không có đồ để gắn vô cho nên nó mới để default. Cái tiếng gì nghe ghê vậy? That noise? A giant drill blocking my way out. Maybe I can lower the safety gates. Is that why? One way to find out. Okay, chắc là mình phải mở cái cửa này ra nè để mình xử đi cái bàn tay con robot này. Con này resuming operation in 5 4 3 2 1 all hands clear the deck. Hỏi chuyện nha. Cho nó ăn một quả phóng lựu mà nó vẫn chưa chết được nữa rồi. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó thả mấy con quỷ đói vô. À. Rút kinh nghiệm là cái này là mình phải phá xong cái bàn tay càng sớm càng tốt. Đó. Thì nó mới hết được cái tơ quỷ. Còn nếu như mà mấy bạn cứ bắn quỷ liên tục ấy là nó sẽ ra hoài. Okay, Ellie. We're headed to the warehouse now. Is everything okay? Oh yeah. Between this planet trying to kill us, your boyfriend hating me, this has been a wonderful trip so far. Not usually like this. I don't know why. Just let us fight it out, okay? One of us will win eventually. Did you find the experiment? Yes. And? You'll just have to see it. Oh good. Okay, con Ellie nó hỏi mình ổn không chứ? Mình nói là cả hành tinh muốn giết mình, cộng thêm việc cái bạn trai mới của Ellie nó cũng ghét mình nên là hỏi là như thế thì có ổn hay không. Thật lưới thanh niên biết đâm chọt thì... No. Hết lấy lên được rồi. Ổn thế. Xuống được không? Xuống được. Không có từ bỏ được.
ở trên kia là có một cái khu nó có đồ nha. Mình nghe cái tiếng báo hiệu rồi. Bên trên kia lấy. Giáp này nó bắt mình di chuyển nhiều. Mấy cháp nào mà nó bắt mình di chuyển nhiều là mấy cháp đó nó dài đấy. Đây thả một con ở đây. Tốt nhất một con nên bỏ trong một khu vực như vậy thôi. À, nếu mà bỏ nhiều quá thì nó cũng vậy à. Tại khu vực này đó chỉ có bao nhiêu đó tài nguyên thôi, nhưng mà bỏ hai con thì nó khai thác nhanh hơn, chứ cái tài nguyên nó vẫn như vậy. Isaac, there you are. We're upstairs on the observation level. What the hell is this thing? It's bad news, that's what it is. Beautiful, isn't it? The scientists called it the Nexus. They thought these bigger specimens acted as conduits for the machine's control signal, broadcasting it to the smaller forms. And that helps us how? Because I think they found the machine by tracking the signal upstream through nerve clusters inside the creature. Well, wait. We need to get inside that thing? Yes! This is such a wonderful opportunity! Wonderful opportunity. The son of a bitch is frozen solid. How do we get in? The scientists used heat exchangers. Let me try to ignite them. No, no good. There's probably a furnace on the roof. If I can find it, I can get it running again. Isaac, be careful up there, all right? Yeah, yeah, don't hurt yourself. Okay. Thì con Emily nó, đầu con Ellie nó vừa mới nói là cái bộ máy này nó chế tạo bên trong con quái vật mẹ. Đó là cái nơi mà duy nhất là có khả năng kết nối được với các con dấu. Và bây giờ là mình phải tìm cái cách là mở khởi động, hình như là hãy tìm cái đường để đi vô trong cái cơ thể của cái con quái vật đó. Ê, ở đây hình như có bộ giáp mới. Mặc vô luôn, hình như bộ này có khả năng giúp mình chống đạn nữa cơ. Ôi. Bộ giáp này giúp mình chống được đạn và nó còn ấy nữa. Chỉ có điều là cái màu thôi. Ok, mình cần phải một đợt thu hoạch nữa thì mới nâng full được. Hai bên đều là hai bình máu hết rồi. Bình máu hiện tại mình đang đầy luôn, nguyên cái thanh máu của mình còn đầy nhóc luôn rồi. Nên là mình không thể lấy thêm được. Tại mình thay đổi mấy cái bộ giáp này rồi cho nên là mình không có thể nhìn hết được mấy cái khung xương armor để bảo vệ mình nè. Bây giờ phải lên tầng, hình như là lên tầng khởi động lại năng lượng. Khởi động lại năng lượng, sau đó tìm cái cách để đi vô trong cái cơ thể của con quái vật mẹ. Ở đây đặt luôn. Tội gì mà không đặt vậy? I found the generator for the furnace. Rồi mình tìm thấy được cái máy phát điện rồi. Mà nó bị thiếu cái nguồn. Ở đây có cái gì sáng sáng? À,
Ở đây, đây 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 mấy chỗ này là mấy cái chỗ mà nó mang mấy cái cục mấy phát điện dự phòng đấy. Wow 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 wow. À hiểu rồi. Cái khu vực thang máy này là tụi quái vật nó để không đi ra được. Mình chỉ cần mình lùi vô đó là tụi quái vật nó sẽ tự động nó chạy về. Đùa. Đó. Tự động chạy về hết. Rồi chạy vô trong góc này nữa chứ. Tôi rồi. À không sao. Không sao, không sao. Mình cứ tưởng. Nữa hả? Sao mà đông vậy? Bò đi đâu, bò đi đâu. Ok, mình hiểu cái phần màn này rồi. Bắt buộc là mình phải mang được cái cục kia thẳng vô trong kia, còn không là tụi quái vật nó sẽ sinh ra liên tục. Tóc rồi, nghĩa là mình vừa mới quăng cục này ở đâu. À. Nó bị khóa là nó phải quăng ở đâu đó quanh đây chứ sao. Đùa nhau. Cứ hở tí là nó mất cái cục đó, hở tí nó mất cái cục đó. Thậm chí là bây giờ cái này nó lóc luôn rồi. Rồi luôn cái cục năng lượng của mình. Ôi, đùa không vui đâu. Này chắc mình phải reset lại quá. Cứ mất cục năng lượng vậy rồi sao chơi. Ok thì mình sẽ kiếp qua phút này luôn nha. Ok thì sau khi mà mình hạ xong hết đám quái vật, mình đem được luôn cái cục năng lượng vô trong kia rồi. Và nó sẽ không còn bị lỗi như là lần trước nữa. Đặt con này ở đây, sau đó đi lên trên. Bây giờ là cái cửa kia nó không có mở cho nên mình bắt buộc mình phải đi đường trên này để mình trèo vào. Có vẻ là không phải thằng nào nó cũng có khả năng nó biến thành quái vật hết nha. Biến ra mấy cái súp tua. Nói chung là có những con nó ký sinh ấy, nó chỉ tạm thời nó ở đó thôi. Xong rồi thì nó sẽ, nếu mà thằng đó nó chết thì cái con nó cũng sẽ chết theo. Và có số con nó lại đẻ ra được mấy cái vòi. Đùa, dẫn vào đi. Okay, the furnace is on.
How's it looking from... Thì luôn chưa kịp nhìn luôn á là cái con đó nó nhảy ra nó tán mình rồi. Ôi. Thấy cho nó hết đạn đi. Trong này cái máy này nó già nó cũ cho nên nó chạy nó giật quá. Giờ đi ra thôi. Nói xong được một phần rồi, mình nhìn thấy là ở bên dưới cái máy kia là tới 4 phần rồi. Nhưng mà chép này chỉ tới đây thôi. Thật sự khi mà mình xuống cầu thang là nó xếp rồi. Rồi nó hết chép rồi. Còn mấy phần còn lại chắc mình nghĩ là chép 11. Isaac, are you all right? Great. Còn Ellie nó lại tiếp tục nó tâm sự với mình. You know, he's not been himself. Andor just thinks I'm trouble in a couple of ways. But you need me for the mission, and that's why I'm here. That plus, well, frankly, I hope... Allie, is that Isaac? Great. You two having a nice little chat? Look, he just called to say he got the furnace going. He's on his way back now. Isaac, I'll see you soon. Anh kia tiếp tục lại ghen. Nghĩ là nghe Ly nó gọi cho mình để nói chuyện á, thì kia nó ghen, nó lại nói là hai đứa bay bắt đầu chim chuột. Ok, thì video này chắc mình cũng ngừng tại đây nha. Thì nếu mà bạn nào hay nhớ để lại mình một like, share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nha, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, đăng ký ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Thì cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.